Mời cái đồ ăn này, con hít đất này. Đó, đó, thấy chưa, đó, thấy chưa, thầy hít đất luôn. Wow, wow. Như thế nào cũng được. Đây rồi. Khó lắm. Cầm lại. Thôi, 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 đừng có, đừng có. Cái giờ. Rớt đi. Rớt lại đừng có nói đó. Con tưởng trả lời nữa. Thôi ông ơi, ông còn con còn vợ nữa đó ông ơi. Bình thường cũng ba cái. Rồi đi tham quan chùa Quan Âm. Ồ, cái chuông to quá ha. Gốc cây. Wow. Wow, quá chừng luôn. Thầy cho lọc nữa hả? Sướng chưa? Đó, sướng chưa? Ủa? Ồ, cái tượng đặt tượng Phật nằm đặt nữa mày của Phật đi tạm. Đúng là dẫn mình đi học. Thầy con lấy lọc của thầy đi tạm. Vì như nhà mới có lọc. Vì nhà bếp. Này nó sẽ dựng nè. À cái này cũng khác này mình ơi, như cũng tạm vậy. Bắt mình áp như bắt giới. Nè. Đi thỉnh kinh mình. Đi thỉnh kinh mình đi học mình phải đi thỉnh kinh á. Chú cô đi, ý chú cô đi. Ba ba cô cô lại lại cho. Gì là đồ không biết. Ồ, con ngu lắm thầy, để cho con chui lắm. Con ngu lắm thầy ơi. Con ngu lắm thầy ơi. Đây nè, cho nó vô đi, cho nó vô, cho nó tỉnh một cái. Ai quay đi, ai quay. Không, không, không. Mấy bữa nuôi hay chui lắm, từng một, từng đứa một. Ý, từ từ, từ từ. Không bình thường có chị Ngọc mà thấy đau lắm, mua chị Ngọc. Đâu có gì đâu, đâu mấy bữa con cũng bị alarm rồi mà. Vô luôn. Em cho từng đứa từng đứa. Cho thông minh. Con chào thầy.
Để đường này lên nè. Đây là Quán Âm Tự Tại. Tượng Quán Âm Tự Tại của thầy chủ trì ở đây là mày lên đây tiếp lại lên đâu? Bên này trống. À lên đây để ngắm cái tượng Phật bên này. Wow, đẹp ghê chưa? Mới đẹp đó, thấy mai, nhìn thấy mai trời chưa? Nhìn từ trên cao xuống. Tay nhiều ghê mà mắt tích gì. Hôm nay nhìn cái quá thầy ơi. Hay quá thầy ơi. Dạ không, thua. Con thua thầy ơi. Dạ. Con thua thầy ơi. Thôi. Bị sặc nước rồi. Đó, đi xuống không đi. Đó. Thầy mang thầy chỉ cho con làm được hai ba người kia. Coi chừng. Ngươi đi. Cái môn này ngạo lên CV là ngạo. Trời khó. Chị Ngọc thấy cái này nó ngạo. Này sẽ được dục cái môn đó. Khó lắm. Hôm nay gặp thầy là quá là vui luôn. Cảm ơn thầy. Vô đây là chúng tôi chuẩn bị đến với chùa Ve Chai. Ở đây gọi là chùa Ve Chai là tại vì là người ta lấy những mảnh vụn, mảnh vỡ của những cái miếng đất, miếng kia đó. Là người ta đi co lên trên cái chùa. Tự á, tự làm hoa tươi á. Hoa bất tử đó. Mình lên chai được mà. Là những cái này á là nó làm bằng ve chai hết á, mấy cái miệng vỡ của cái mấy cái kén bát rồi đó. Người ta lượm về người ta làm bằng là người ta đi co lên hết. Toàn bộ. Nước. Mình đi lên đây nè, mình đi lên vòng lên cái tháp này nè, mình coi nè, đi bộ lên. À, mình lên cái này trước xong mình bỏ kia. Ờ, ok, mình bỏ cái này trước đây. Chỗ mua cho ngồi nghỉ xe được. Đây nè, ngồi nghỉ đây. Đi chùa rồi nghĩ sao. Bảo tàng cổ vật kìa, gỗ đá phong thủy kìa. Xuống dưới. Thằng Hàm, thôi mình lên đây trước đi ha, mình lên coi. Hả? Đi đâu? Lên thiên đàng trước. Ờ. Lên thiên đàng xuống địa ngục. Lên thiên đàng. Phụ đi. Ờ đúng rồi. Chúng ta chiến tranh chứ. Cái sau trước, cái tốt sau đi. Trước mình lên thiên đàng nữa. Ừ. Giờ sao? Trời ơi, xuống địa ngục xong rồi mình thấy địa ngục như đó, mình làm nó ngục mình được lên thiên đàng mới xịn. Rồi, đây. Còn to. Không, nó đi. Đại ca, đi đại ca. Ngoài xưa có 12 tầng, giờ thêm 6 tầng. Đi xuống, đi xuống địa ngục đi. Mà Hương sợ địa ngục rồi kìa. Đi phải ngồi chơi đi, ngồi nghỉ đi. Ai biểu số? Đi có chút vậy xong để cái nào? Ờ, xong để bếp bơi xuống ở dưới. Tương đi căn 7 căn 1. Khu cổ vật địa ngục chết cha. Khu cổ vật và địa ngục. Đứa thôi Hương ngồi đây đi. Học văn âm làm bằng hoa tươi nè, kỷ lục thế giới nè. Làm toàn bộ bằng hoa tươi nè. Hoa bất tử đó, hoa của Đà Lạt á. Đó. Hồi xưa mình đi nó mới dễ sợ cái này hả? Bây giờ nó hoa nó cũ rồi đó, nó khô rồi đó. Thank you.
mình xuống đường. Mình qua đọc người có Phật bên này nè. Mình xuống. Mình quan. Để mình quan để thấy được chùa. Toàn cảnh chùa. Mọi người ăn cơm lam nha. Đây cái cảnh mà trời ơi nè, nó đi chưa, nó vô quán mà nó này, nó cởi quần. Đứa nào nữa, đứa nào cởi quần cởi áo ra đâu, đưa coi. Không ai dám. Hả? Không có ướt. Ướt ướt không? Ai ướt nữa? Ghê quá bò ơi. Đây là gà nướng cơm lam, tiệm cơm dâu trên đường Thung Lũng Vàng. Mọi người ơi, mọi người ghé thăm. Ở trên là quán cà phê, còn ở dưới là cơm lam. Đây ở Quảng đúng không? Ừ. Em ở Quảng đúng không? Dạ em ở Quảng. Quảng Nam hay Quảng Nam? Dạ em là Đà Nẵng. Hả? Em Đà Nẵng. Đúng rồi, dạ, dạ, Đà Nẵng. Dạ, quê anh. Ủa quê anh ở đâu? Quảng Ngãi à? Quảng Nam. Quảng Nam à? Trời, Quảng Nam với Đà Nẵng là một anh ơi. Đó. Quảng Nam với Đà Nẵng là một rồi. Sướng ha. Mọi người ơi, có ra muốn ra coi cơm lam với gà nướng không? Ừ, gà nướng nó nướng. Quay luôn. Kêu có ai muốn ra chụp hình không? Chụp hình với gà nướng không? Chỗ thì cháy, chỗ thì nó không cháy. Nó không đẹp gà. Lửa hai đầu nó phải đều. Cái lưng nó, cái chỗ giữa nó mà nó chiếm trước đó. Nướng mấy phút anh? Nướng khoảng mấy phút rồi đó chín? 20 phút rồi. Bữa này chắc cỡ 20 phút. Bữa này lửa mới quá. Mới vừa nướng xong cho khách lúc mưa to rồi chứ. À. Chứ nếu mà tới trước cái lúc không mưa là vẫn còn lò than đó. Mới lúc ăn đó. Đáng lẽ đi ăn trước rồi, mà mưa quá phải dừng. Dã man luôn. Mưa to dễ sợ. Mưa bằng xét đánh vậy. Anh đi người bạn em. Cơm gà. Cơm lam. Với gà nướng. Tư. Anh quay vậy chừng nào mới có ăn anh? 20 phút. Ăn nhanh nhanh mà. Ủa hai con mà sao quay có một con hả? Rồi con kia nó ấy rồi, bây giờ ướp cho vị rồi giờ đem ra là vậy. Anh quay vậy là đánh lộn nhau á, có một con là đánh lộn á. Không, cái này phải ăn trước con. Ăn trước hai con. Trước con sau đi. Đó. Nhanh lắm.
Nhanh lắm, có 20 phút rồi à. Giờ chơi vô, con vô coi nè, Cam Lâm. Nước con này. Ủa mà tại sao con nói là không nướng, con ông nó nướng mọi, còn con này là nướng gia vị à? Đâu, xong rồi bắt đầu mới quét chứ. Chứ không nó cháy hết, nó cháy đen đâu ăn được. Ok ok. Hiểu không? Hiểu hiểu. Mình không có nướng như hồi xưa được đâu. Ok. Mình hồi xưa là mình nướng là mình cứ ướp lên rồi mình mới nướng là nó chưa chín gà là cháy mẹ rồi. Ok hiểu. Là con nướng. Đây là đã nướng rồi, nướng sẵn rồi. Giờ chỉ là nướng lại thôi. Chơi chơi hai con luôn lần đi. Bảo đảm luôn. Không còn không thì ăn con này trước đi. Con này trước đi. Con bộ lông lắm miệng nè. Bộ lông lắm gì? Bộ lông không có lông. Sao không có lông? Gà không có lông. Lấy lông nữa. Chỉ có mè à. Mè lắm gì? Mè thì mè đó, mè ăn trong miệng. Sao mướp? Sao mướp mà có miếng không? Không. Không có miếng. Để hỏi tính theo ống hay tính theo dĩa? Tính theo ống. Một ống là 30 ngàn. Cái này là 60 ngàn. Một ống là 30 ngàn. Một ống này là 30 ngàn. Rồi ăn đi, ăn đi. Mời mọi người ăn đi, ăn nước đi. Bỏ đi. Nước từ từ đi. Rồi. Bỏ đi. Hả? Đi về cho chị ngỡ ăn. Không, 10 ống lần mà. Nó kêu 10 ống lần mà. Ăn đi, ăn đi, ăn cơm ăn đi. Thôi, một ống này. Vô xếp hàng đi. Thôi vô, đây là cơm lam. Cơm lam mà không có ống tre, cái này là nước tiêu để ăn nè. Ngồi vô đi mọi người ơi, nhanh lên chụp hình nè. Ngồi đi, bố. Để coi thiếu chỗ không rồi, bố chiếc thêm. Không, để sao để chụp chiếc bố sao đây, anh lại cái gì mà không biết ai mà đây gà đây mọi người. Để đâu? Để đồng sáng cho. Rồi, tôm sáng đi. Không, bao tay vô, bao tay. Gà được, phải gà sáng mới ngon. Thôi cắt không? Có rửa tay con cắt đi cho khỏe. Dạ. Cắt không? Cắt đi, bao tay, bao tay. Đó, đặt xe đai cái đùi. Cái này đúng không? Xoay một vòng. À, không được, không được thôi. Cùng ơi, cắt đi, cắt đi con. Cắt là nóng. Ui, trời nóng. Để mình xếp cho. Rồi, cắt ra. Ê, bỏ em làm em. Xin giấy chùa tay chị không? Cắt cái đầu. Bóc mới giấy nè. Cái cổ hả? Còn dân YouTuber không á nha. Nhiều cái khác một đốc khác. Đây là coi như 5 người YouTuber rồi nha. Thêm một người, thêm một người. Review ra. Cắt cảnh là. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Rồi. Mời mọi người đến quán dâu. Ăn phàng. Lần cũng vẫn phàng nha, ăn gà nướng. Gà đồi nướng. Gà sống. Nhảy. Cả nhà đến với quán cô lỗ ăn bánh tráng nướng, cô lỗ có đường, cung lỗ, cô lỗ. Ôi ấm quá. Nè lát nữa nó nướng cho mình ăn đó bò. Bò, nó nướng cho mình ăn đó bò. Ghê quá con, ghê quá đi. Ồ, bánh tráng nha. Bánh tráng này. Bánh tráng Đà Lạt, cô lũng. Quán nhỏ xinh xinh. Ở đâu ra không có quán này. Đừng có nói với Vũ Kinh TikTok nha. Dạ. Đừng nói với Vũ Kinh TikTok nha. Mày ngon à, mấy con đi ngon á. Đấy là có kia gì ấy, có gì nhiều món hơn. Vì có kia là ngồi ngoài đường nên không có chỗ ngồi.
Có ghi được dạng định 5 số người thôi. Bánh chén, cô lỗ, let's go. Xin chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người kênh Omelie. Omelie. Và hôm nay chúng tôi đã đến với lại là quán bánh tráng cô lỗ. Xem nữa là vị của nó sẽ như thế nào. Giá lên cổ lên đi. Đây là bánh cháo. Cái này nhiêu tiền chị? Dạ. Này nhiêu tiền? Hả? 23.000. 23.000 một cái. Loại nào cũng 23.000 đúng không? Tùy loại. Tùy loại đúng không? Bánh tráng nướng Đà Lạt. Địa chỉ là 41 Bùi Thị Xuân. Cái này là trứng cút với lại là bắp hành. Ăn cay không ạ? Ăn cay không chị? Ăn cay. Đó là tôm khô à? Khô bò. Khô bò. Hình như họ không ăn cay đúng không? Cái khô bò tiếng Anh. Khô bò mới ăn cay được. Để chét dầu hầm lên, bánh tráng. Đều. Xong một cái. Chị á. Hai cái này gọi là trứng cút. Bánh trứng cút. Mỗi cái là được 5 cái trứng cút. Lát sau mình đi ăn ốc nhiều thịt nha. Dạ, ốc bà ba. Ốc bà ba, nãy giờ. Lúc nào anh nói với dưới này kia, ốc nhiều bà ba đang hết hồn. Ốc nhiều bà ba ghê quá. Ốc nhiều bà ba hả? Ốc nhiều bà ba, anh hết hồn. Con bé
bé là cái bàn tay nó có sạch vậy? Không. Sao cái bắp thấy rớt ra từ trong bàn tay của nó kìa. Thằng nó ăn vặt đấy hả? Cái ghế chịu không nổi sức cái gì cái nặng của anh con hai dĩa là đâu có đủ là Ngọc phải ăn bên đây đi, Ngọc để bên kia ăn, Ngọc lấy bên đây đi, thấy rồi đấy, ở đây còn cá không mà kiên sao kiên. Thôi đang chơi đang hai đứa này lên hình đẹp nha, hai đứa này công nhận lên hình đẹp nha, đẹp đi đang chơi, đang chơi đang chơi phải giữ đấy nha. Ủa đang chơi chơi hồ bông tiền kia cái bạn này không ăn. Cái này là pate phô mai nhưng mà người hơi bị ngon. Hơi bị ngon đây là người hơi bị ngon. Hơi bị ngon. Hay là gà phô mai ta. Hỏi họ thử. Bữa này là gì đấy? Cẩm bả. Pate phô mai phải không? Đà Nẵng thì khoảng 15 ngàn. Đây là gà bò phô mai nha mọi người. Đà Nẵng thì khoảng 15-20. Nhưng mà gà bò phô mai cái này là 27 ngàn. Cái này là hoa hậu nha, cái này là hoa hậu nha. Gà bò phô mai 27 ngàn. Trứng cút hồng đào 5 trứng 23 ngàn. Mà 10 con trứng 28 ngàn, lại mình cho 10 trứng đi 28 ngàn. Nên có 5 ngàn nữa mà được mà được mà năm cái đó cũng ngon bằng mấy cái này. Nhưng mà ăn rồi cái đó thì mình mới thấy cái này ngon hơn. Chị có đi cút phô mai. Nó có phô mai á. Đậm đà hơn. Công nhận hai đứa đi lên hình đẹp. Cả nhà đến với quán ốc Ba Ba, chuyên ốc nhồi thịt và lẩu đu bò. Ốc Ba Ba, thành phố Đà Lạt, 157 Hai Bà Trưng. Bánh này, bánh gì nè? Bánh viên gờ đó, bánh là bánh tiramisu á, bên mình có đại. Rồi, mời cả nhà vô, vô, vô. Có smartphone 157 Hai Bà Trưng. Xin mời quý vị và các bạn đến với quán ốc Ba Ba, 157 Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt. Hôm nay mình sẽ thử món ốc nhồi thịt. Ủa mình nãy mình có kêu lẩu đuôi bò không? Có, và lẩu đuôi bò. Xin mời các bạn cùng nhâm nhi với mình nha. Còn mì xào bò nữa là bao no. Bao no là cho thằng ghé họ ăn. Chắc chưa? Cái đó là gì vậy? Chả thơm nè. Cái này là gì vậy? Chả đi, chả đi. Mình không xài. Tụi chị có nhiều đây cái này. Bắt công tính tiền. Để trả luôn không phải rồi. Hư mới nói đúng không? Ngon mà. Cái ọ ngon mà. Cái ọ ngon mà. Cái ăn thì ăn không? Đừng ăn ráng hiểu không? Con ăn được ăn ráng, ăn từ từ là được, biết không? Hộp hộp lên nè đó, ốc nhồi thịt nha. Rồi, wow. Cái này chín rồi nóng giùm em nha. À, chín rồi hả? Không nóng thôi rồi. Ủa nghi nghiêng rồi. Nó này mấy phần đây? Đây một phần. Ba phần, chứ quả ba phần. Cũng nóng lắm rồi mấy nha. Phần chấm sáu. Đi hết con. Con phần á. Cho nó nhẹ mất. Sao đây đó, mình chờ rồi đó. Ủa ăn sống ăn gì? Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thôi bạn ơi, mình ăn tối. Biết cái tan không? Lúc cái xả lên nó là nó nổi thịt đớp nó lòi ra. Cái này ăn đi. Đấm bữa chao nè. Để có mừng mang đi từng bài người ta. Có là ăn rồi, bày lại nè, bày lại nè. Ăn từ từ thôi. Rồi. Lại đi. Đây mình sẽ lên clip hướng dẫn mọi người ăn ốc ha. Ăn ốc nè. Dạ. Nắm cái rộng này. Dạ. Rồi. Phải ăn bỏ miệng cái xảo miệng luôn mới có vị á. Quá hay. Nó giòn hơn. Wonderful. Ok. Đây ăn bao no đây. Đó. Bao no nhưng mà chưa no. Đó, nhà tôi bao no này đó, bao no. Bao no.
Tây. Sao miền Tây muốn ăn xôi gì? Xôi tập cẩm đây cho nha. Thôi muốn mọi... Lộn xộn đó chị ơi, chị có lộn xộn hết em. Mình đắng mặn hay ngọt hả? Chị trộn hết vô luôn. Không không, mặn hay ngọt, một là mặn hay ngọt. Xôi mặn là 40 ngàn hả? Xôi mặn là 40 ngàn, xôi ngọt là 35 ngàn.